Chào mọi người, một ngày thứ bảy yên bình tại Thái Lan. Đây là một cái con đường mà rất là nhiều quán bar và đèn đỏ. Nói chung là ở khu gần nhà Huy, nhưng mà Huy chưa bao giờ mà quay clip ở vào ban đêm. Nhưng mà Huy thấy đây là một buổi sáng rất là đẹp trời, và Huy sẽ chuẩn bị đi quay cho mọi người một cái nơi mà có cái chợ ở trên nước á, nhưng mà nó lại gần. Nó là cái nơi mà Huy đi vô tình trên cái đảo Bangra Chao hôm qua á. Nhưng mà do Huy đi trễ cho nên Huy không có thuê xe đạp được và không có đi quay được. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần là sẽ có chợ nước ở trên đó, Huy đi quay cho mọi người nha. Cái chỗ đây nè, từ lúc dịch tới mấy năm nay ở bên này á, người ta vẫn mở như vậy đó. Có những người ta yêu nghề á mọi người. Huy nghĩ là không có lời nhiều đâu, tại vì dịch mấy năm nay á mà người ta vẫn mở để có một cái công việc giống như Huy đôi khi làm YouTube á. Bây giờ là phải tiết kiệm chi phí cho nên là Huy muốn chỉ mọi người luôn. Ví dụ Huy đến Klong Tơi, mọi người nhớ Huy đi cái chỗ đó là tới Klong Tơi Pier, là cái cảng Klong Tơi. Cho nên Huy nhìn ở đây nè, ví dụ Huy đang ở cái chỗ bus station, Huy nhìn lên Huy thấy cái chữ Klong Tơi này mọi người. Đó, Klong Tơi này mọi người thấy không, số 115 đó. Số 115 thì Huy cứ đứng đây Huy chờ, là cái hướng đi tới Klong Tơi là hướng này, mọi người coi trên bản đồ đó. Nào lại nhìn thấy cái chữ này. Giờ cứ đứng số chờ số 15 coi thử chân này nó tới nha. Nói chung là đi xe buýt thì nó rẻ đó, nhưng mà tốn thời gian. Mình có thời Huy có thời gian là công việc riêng Huy bị ảnh hưởng, là bây giờ Huy có thời gian nên Huy đứng Huy chờ được, và Huy tiết kiệm chi phí vì bị hại fanpage rồi này nọ với lại ít view á, cho nên là mình cũng muốn dành thời gian trải nghiệm quay cho mọi người coi, mọi người biết luôn. Cái chỗ đây lâu lắm mới có xe 115, thường thường nó chỉ có 77 này, 76 này, 514, 504 đó mọi người. Cái số 115 nó lâu lắm cho nên là Huy tiết kiệm thời gian, Huy cơ xe ôm 50 bạc đi ra Klong Tơi Pier, rồi xe Huy đi thẳng quẹo phải này là tới cái cảng hôm qua, rồi mua 20 bạc. Chứ nếu mà mọi người đi từ đây mà search ở trên mấy cái app á, đi ra Bangra Chao á, thì nó sẽ là khoảng từ tùy cái thời điểm nha, tùy cái thời gian kẹt xe hay không, và trời tối trời sáng nó có dao động đó mọi người, từ 300, 400, 500 bạc cho một cái lần thôi nha mọi người. Cho nên là rất là cao tiền nếu mà nó xa như vậy á. Nên mình đi xe ôm ra cái chỗ cảng, sau đi qua 20 bạn qua cái thuyền là tới cái đảo rồi. Là mình rất là nhanh, vừa tiết kiệm thời gian nữa, tại vì cứ qua sông nó nhanh lắm mọi người. Quẹo vô trong đây nè, đó là cái cảng á mọi người. Trong cái cảng nó có một cái quách nữa, cái đền ở đó. Huy sẽ trả xuống đây và trả tiền 50 bạc trước nha. Đó, hồi bữa Huy cũng mua chuối chiên của cô đây, dễ thương lắm. Cổ chỉ Huy đi ra, đi thẳng ra ngoài đó là cái bãi. Con đón xe số 4 á, là con đi ra xe ảm con chơi. Đó, cái đền chỗ đây này nha mọi người. Buổi sáng Huy quay cho mọi người luôn. Đó, thằng dùng 50 bạc taxi chở quay cho nhanh, để đi bộ nó quay lâu quá. Đó, anh quẹo qua đây nè. Ô, anh chở vô cái đền luôn không? Không, em ra cái cảng đó nữa. Ồ, sao ở trước cái đền có cái hình cái sò me, mọi người sợ quá. Mọi người nếu mà muốn đi ra cái cảng này, mọi người muốn kết hợp thì có thể đi vô trong cái đền đây nè. Đó, sát cái cảng đây luôn, có cái đền. Mà Huy đang sợ qua bên kia trời tối rồi người ta không cho mướn nữa. Mà mọi người ta ở đây có cái xương sọ này, mọi người sợ quá, nhìn sợ ghê luôn á. Chắp cái tay lạ rồi, ở đây người ta bán nấm manh nè. Đó, nấm manh là, tự nhiên Huy nói tiếng Thái, nấm manh là dầu, bán dầu để giống như cúng dương, cúng dầu, cúng nhang mà mình mua vậy đó mọi người. Còn ra trước đây cũng có nước uống cà phê, nhưng mà ở bên cái đảo đó có cái quán cà phê đẹp lắm, Huy đã review rồi. Bây giờ qua uống cà phê xong rồi lấy sức đi chợ trên sông gần Bangkok. Chợ trên sông gần Bangkok ở Thái Lan á, chỉ có những cái chợ như là Talin Chang nè, xong rồi cái chợ gần nhà bạn Pakistan á, là cái chợ tên là Kwan Riem á. Xong rồi có một cái chợ nữa là chợ Amphawa, nhưng mà Amphawa thì nó cũng cả 100, cũng cả 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ mới tới. Rồi sát cái chợ Amphawa là cái chợ nổi tiếng nhất thế giới, đó là Đâm Nên Sa Đuột nha mọi người. Huy đã review hết rồi, nhưng mà hôm nay mình đi gần Bangkok
50 bạc xong rồi 20 bạc qua xong đi đi về luôn á. Xong rồi lát nữa Huy đi ăn xe buýt số 4 đi về con tôi hoặc xì ảm tùy mọi người nha. Nhớ đeo theo mũ rồi kính rồi kem chống nắng nữa, Huy chưa thoa kem chống nắng. Cũng có những người Tây xách xe đạp này, thấy không, xách xe đạp trước ở ở bên này đi qua trên phà luôn, ở đây có cái phà nữa cho nên người ta mới xách xe đạp đó. Ở đây này nha mọi người, người ta ghi đó, có bán đồ ăn đồ uống như cái cô đây, cô lái vé nè, cô nói cô hỏi Huy cô hôm bữa đi rồi giờ đi lại thích họ thích họ. Ở dưới đây là xong này, cái cô đó mặc đồ tím á là cô bán vé nha đó. Xong thuyền thuyền mấy cái thuyền nhỏ nhỏ này mọi người, cần cảnh những chiếc thuyền. Giờ mình chờ một chút là tới nè, con tơi nót này mọi người, nó ghi nè con tơi nót Pho Thong Pier đó, con tơi nót Pho Thong Pier là cái chỗ đây nha mọi người. Huyền đã qua rồi mà Huy tính hoa kem chống nắng nè mọi người. Mọi người nhớ đi chơi thoa kem chống nắng nha, tại trên đảo á. Ok, cô. Cô đã kêu đi, hết ra tôi thoa kem về luôn. Giống người Myanmar quá. Bên Thái người ta Myanmar người ta quét khoáng lên mặt thì luôn, đi giữa đường hả mọi người. Những người nước ngoài người ta đi xe đạp qua trên cái thuyền này luôn được hả ta? Thế đây cái xe đạp bỏ lên thuyền được. Hay vậy ta? Tôi thường cái phà mới bỏ nó được mọi người. Đó, cái chú đây nữa nè, cái chú không mặc áo rồi nè. Buổi sáng thấy rõ hơn. Ngồi sau luôn nha. Thoa kem chống nắng nè, đeo kính nha mọi người. Qua đảo xe đạp thì nó nắng, nếu mà buổi trưa thì nó nắng. Đi sớm để quay cho mọi người đẹp nè, đi trễ người ta không cho. Hồi bữa đi, hồi bữa đi 6 giờ. Chưa có đầy 3 phút là tới nha mọi người. Huy thấy là rất là nhanh luôn, nó ngắn lắm, cái đoạn sông nó rất là ngắn. Sạm thun hả? Sạm thun hả? Sạm hả? Trung Hoa Lan. Quanh ý sạm thun hả? Ồ, cái anh đó, anh nói may quá ha, tùy cái ngày. Tùy cái ngày nha mọi người. Hồi bữa anh nói là 9 giờ, cái ngày Huy đi á là 9 giờ đêm. 9 giờ đêm mới là cái chuyến tàu trễ nhất để đi về lại bên kia sông. Nhưng mà hôm nay là ngày cuối tuần là 8 giờ. Ông nói là tại vì ngày hôm nay khác. Khơi hển. Khơi hển là chị đã nhớ mình nữa. Khơi hển chăm đai cho mấy. Mướn xe màu nào. Hả? Cái này mày mày á hả? Xe à, đi thâu lầy hả? Hụt chẹt bẹt đó hả? Ồ, bọc qua tì há xịp mà. Há xịp, nôn hả, bỏ nôn hả, xem ra. Bóng bọc qua bọc qua tì há xịp, không bọc qua há xịp anh thâu nuốn cho mấy. Bạn là phương no. Phương no, lốt no. Lốt no. Lốt. Cười cười. Hơi kêu trả giá. Trả. Hả? Chiếc xe đạp với giá là 80 bạc. Và bây giờ chiếc xe này là được tới 6 giờ chiều. Mình phải quay lại trễ đây vào lúc 1 muôn yên hơn. 1 cái yên. Mấy người kêu Huy đẹp trai rồi. Huy quay video người ta tự sang gương. Lò là đẹp trai. Lò lò hiền lò. Việc tiếng Thái cũng dễ lắm. Nói cho biết cũng mắc quy tắc dữ lắm.
đôi khi Huy nói trong mấy clip mà là học tiếng Thái nó nhanh hơn là mình cố gắng học có mọi người. Đôi khi Huy nói lò để là mọi người nhớ, xong quẹo phải là liếu khỏa nè, quẹo trái là liếu sái nè đó. Bây giờ tôi quẹo phải tôi nói liếu khỏa nè, còn mà đi thẳng rồi nói toan bay lưa rươi. Nhiều khi tôi không biết tiếng Thái mà tôi nghe riết tôi quên đó. Ở trong đây người ta cũng chơi mấy cái trò ấy nè mọi người đó, người ta chơi mấy cái xe điện á, giờ người ta chơi xe điện luôn á mọi người, quá trời quá đất luôn. Tà lạt nám vô này khắp, tà lạt nám á khắp. ออก ไป ข้างนอกแล้วก็เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาครับ ไปตรงไปแล้วก็สุดทางอ่ะ สุดทางเลี้ยวขวาสุดตามทางไปเรื่อยๆมีป้ายอยู่ซ้ายมืออ่าขอบคุณมากนะครับ อ่ะนั่นแหละต้องไปเรื่อยๆต้องไปเรื่อยๆนะครับต้องไปเรื่อยๆดีดีถังดีมิกๆ xong rồi sụt là cuối cùng của con đường, xong rồi nó quẹo trái xong rồi nói là tam là đi theo nha mọi người. Tam là chứ đi theo chứ không phải là tam là bị điên đâu nha. Tam là đi theo cái con đường đó, xong rồi quẹo phải, cuối cùng là nằm bên phải á. Bây giờ mình cứ đi thẳng miết rồi xong rồi quẹo trái. Hết con đường rồi. Thấy bình yên quá không mọi người ha. Đó, hồi bữa mướn xe đạp không được, giờ đi ra là quay cho mọi người coi nè. Thật là thích ha. Hồi nãy Huy trẻ giá, Huy quay cho mọi người cho vui thôi, chứ thiệt ra là 80 bạc. Xong Huy nói sao mấy bữa Huy muốn có 50 mà thiệt, muốn có 50 à. Nhưng mà giờ biết sao mọi người, anh nói là 50 á, là đi ra ngoài kia, nót là ngoài kia, là đi ra ngoài cái chỗ kia là mướn 50. Còn cái chỗ đó nó gần ra thì cái vị trí địa lý cho nên nó cũng mắc hơn. Không gian thật là yên bình mọi người thấy không, nó cách xa có đi qua cái con sông có ba người ta cười thôi kìa, đi qua cái con sông có ba phút à, cái tự nhiên nó thành một cái nơi khác, im re im rắng. Đôi khi mình buồn trong cuộc sống mình cần những cái nơi tĩnh lặng, mà chỉ cần 3 phút qua sông là tới luôn 20 bạc. Đó, đảo xe đạp cho nên là những người đạp xe đạp không là một áo tay ba lô tay du lịch tay rất là nhiều những cái vị khách từ thế giới. Ồ, đây có quán cà phê nhỏ nhỏ này, cũng xe đạp không đầu thấy không. Ở đây có cái quán cà phê đẹp lắm, nhưng mà cái chỗ này thì cũng được ok hơn, nó cũng có mấy cái phòng nhỏ nhỏ như thế này cũng hay hơn. Vô uống ly cà phê không mọi người. Cà phê đây tên là Spidey nè mọi người. Spidey, mọi người nhớ tiếng Thái là Spidey máy có là khỏe không. Spidey là khỏe, ý là cái quán cà phê này là tốt đó. Tốt đẹp là những điều tốt đẹp, đi rồi vậy, cũng có cho thuê xe luôn này đó. Nhưng mà cái quán kia đẹp lắm, thôi để Huy đó, xe đẹp quá trời này mọi người thấy không. Rồi có một cái công viên, rồi có đồ ăn đường phố này. Đa, cái công viên là đây nè phải không. Ô đúng rồi, xe đạp ở đây 40 chứ không phải 50 thấy không mọi người, đi ra chút là 40 quá trời quá đắt luôn thấy không. Huy nói cái sai đâu, là rẻ hơn một nửa giá nha, nếu mọi người đi bộ ra chút xíu á, cỡ 4 phút á thì có cái chỗ mướn. Nhưng mà cái xe đạp này cũng đẹp, cái xe đạp của Huy á nó cũng đẹp nha, chứ không phải là nó ấy. Cái công viên này rất là đông người tới đạp xe đạp và chơi những cái môn thể thao, như là cái anh này nè, coi cho bé này nha. Đó, rồi người ta treo xe đạp trên đây, người ta trưng luôn đó không. Những cái chiếc xe đạp sẽ có những cái số để mình có thể, nếu mình quên mình gửi chỗ nào ấy, mình có gọi điện thoại cho người ta cũng được, người ta tới nhặt, người ta tới nhặt cái chiếc xe đạp mình đem về luôn, nhưng mà là sẽ tốn thêm tiền đó nha mọi người. Nhưng mà cái công viên này Huy đi rồi, bây giờ Huy chủ yếu là quay ngược lại ra cái con sông, cái chợ nám, Tà Lạt nám chứ không phải là Tà Lạt mê nám nha mọi người. Tại vì ở đây là chợ nước thôi, không phải là chợ trên sông như là Đâm Nên Sà Đuột. Cho nên người hồi nãy Huy nói Tà Lạt mê nám, người ta cười quá trời luôn. Thiệt ra ở đây là chỉ là Tà Lạt nám thôi. Wow, so cute. Hello, bonjour. Người Pháp chở con đi chơi trên cái chiếc xe đạp đó mọi người. Ồ, có những cái hàng quán xung quanh, học sinh rồi cũng có cư dân ở trên cái đảo này nha mọi người. Cái đảo này thiệt ra là đảo nhân tạo thôi. Đi ở trên đường nói chung là có những cái quách, gọi là cái đình, cái chùa rồi đó mọi người nè. Ở đây ghi là quách,
Pankrachao. Đó, cái chữ Pankrachao mình có thể ghi tiếng Anh như thế nha mọi người. Klang là ở giữa đó, ở trong đây có cái quách ở giữa vậy đó, cái quách ở giữa đường này. Nhưng mà Huy không có vô quách, Huy đi chợ với là Huy đi quay cái quán cà phê ngồi uống ly cà phê cái nha mọi người. Gió mát nè, cây cối hít thở không khí sướng ghê. Ở đây nó có cái quán cà phê Huy review rồi, Hayden Wood đó, rất là đẹp và có sông sông nước và rộng lớn lắm. Ồ, ở đây cũng có bán cái gì rẻ quá ha, 5 bạc. Ồ, có 5 bạc à. Cái quán này thấy cũng hay ha. Ở đây có handmade nữa nè, người ta làm handmade đó, bán mấy cái đồ lưu niệm giữa đường nè. Còn cái quán này là quán kem đồ á mọi người, giữa đường gì đó, để mấy cái chòi đồ cũng dễ thương ha. Cái nét truyền thống pha lẫn cái nét hiện đại, nói chung là mình muốn đi cái quán nào mình thích, tùy cái lúc cái thời điểm mình chọn. Từ cái chỗ này mà đi ra chợ là tới 28 km lận nha mọi người, cho nên là cũng hơi xa đó. Nếu mọi người thích thì có thể mướn xe đạp chạy vòng vòng, rồi mướn một cái chiếc xe máy, rồi mọi người bút ra chợ. Cái chợ đó tên là Talat Mayom nha mọi người. Mayom. Đi dọc đường là có rất nhiều quán cà phê này, nhưng mà quán đẹp nhất ở đây theo Huy nghĩ là Hayden Wood. Còn cái quán spa đi hồi nãy cũng ok, nó gần. Còn cái quán Hayden Wood là nó cách đây khoảng 2.8 km nha mọi người, cũng không có xa lắm, nhưng mà chợ thì tới 28 km luôn á. Ở đây có anh nói chợ bây giờ ít có quán mở lắm, mà nói mình đi nhanh chứ không đóng cửa gì á, mà nói chung mình cũng không rõ lắm, mình cứ đi thì mọi người. Ở đây Huy thấy có cái chùa này, cái chùa voi. Hôm bữa đêm mình chưa có dịp vô, mình vô coi rồi nha. Đó, nói chung giá trị đó chỉ bán mấy cái đồ để cúng á, mà Huy không có cúng dường. Huy quay cho mọi người coi chút xíu á, Huy đi. Nói chung ở trong đây hình như có mình có thể coi hỏi và những cái điều gì đó tâm linh. Hôm bữa Huy ra cái chợ đình Huy khoảng á, có cái người bạn ở bên Singapore ra đã hỏi, Huy đi theo cái thấy người ta đưa 1.000 baht cho cái người thầy á, mà cái bạn đó bạn ra bạn làm gì người ta ái nước lên nè, xong rồi tự nhiên bạn nói là bạn làm cái đó, mà hồi làm cái đó là may mắn được 3 tuần xong rồi hết, cho nên là bạn qua bạn làm lại, mà bạn nói Huy làm không, bạn đưa cho 1.000 làm cho, mà Huy sợ lắm, Huy không làm, do Huy không biết đó, Huy không làm, nhưng mà Huy thấy người ta làm nên Huy kể mọi người vậy nha. Nói chung là ở bên đây cũng có quầy nước, quầy bán bông trái để mình có thể dâng lên cúng dường cho chùa người ta nè mọi người. Đó, con voi nè. Ở đây ở ngoài kia Huy thấy có cái vườn gì nữa, đi ra coi nha mọi người. Người ta cũng ở đây cái kiểu hình như là của Ấn Độ, cái tráng ở trên giữa. Ồ, ở đây có người ta có chụp hình rồi nữa ha. Làm mấy cái gì nè mọi người. Wow. Có những cái cây, Huy nói ở bên đây những cái cây cổ thụ người ta hay móc liền cái bộ đồ lại. Đó. Ở trong đền là như thế nha mọi người. Huy đi giữa đường, Huy thấy ở ngoài đường người ta treo cái biển báo cái quán cà phê đây mở từ 9 giờ đến 16 giờ, 18 giờ đêm, 6 giờ tối á. Đó, nó có mấy cái lều, rồi nó có chèo thuyền trên sông rồi á, chiêu chiêu ở đây nè. Đó, Huy quay cho mọi người coi thử đẹp không. Huy thích cái quán Hayden Wood này, Huy thấy cái quán này cũng có thuyền chơi trên sông đồ á, như là có đồ ăn đồ uống đồ cá kiết cá coi đồ. Huy vô, Huy quay cho mọi người tại cái anh đó nói chưa? Em ở đó Huy đứng mà không dám quay á. Ô, sao mấy cái ghế lại quá ha, người ta để cái kiểu con cách nè. Em đi vô coi trước đi, không sao đâu. Này ở đây người ta ghi upstairs for photography only, nghĩa là trên lầu là chỉ để chụp hình thôi, không có được lên. Ủa vậy mình lên chụp hình mà nói mình cũng là photographer. Ở đây có cái xích lô nè, xích lô ngày xưa. Xong rồi sau là mấy cái chòi. Ở đây Huy thấy đồ ăn có vẻ ngon nha. Cái chỗ nhìn nó không có được hiện đại, nhưng mà nó làm cái chòi chòi nó cũng có cái không khí riêng đó mọi người. Mà quan trọng Huy thấy đồ ăn ở đây, mấy cái cô hồi này ở ngoài nhìn là biết ngon, có món lạp vậy đó. Chắc vô đây ngồi đây quay một chút, kêu đồ ăn quay một chút cho mọi người coi nha. Rồi mình đi qua cái quán kia, cái quán hiện đại hơn. Huy thì Huy thích hiện đại, nhưng mà cái quán này cũng hay nha. Cái quán này đi vô trong sâu thấy có giỏng, có giếc rồi cũng hay quá ha mọi người.
lên giọng năm nè. Ồ, có cái giọng, có cái vẹt. À, có ngang, có vịt nữa. Hồi nãy Huy thấy ở ngoài đó người ta có treo biển quảng cáo á. Đó, ngang vịt rồi nè, người ta nuôi á. Ồ, có con gì lạ quá ha. Ồ, cái con gì lạ quá. Cái con gì lạ lắm mọi người. Mình sẽ... Ồ, bây giờ bớt nắng. Mình ngồi đây đi, ngồi chỗ cuối cùng luôn. Huy ngồi đã, Huy mới order đồ ăn, mấy con vịt tabu lại đây nè. Đó, nó bu từ cái bàn bên mấy anh chị đã cho đồ ăn, nó bu qua, giờ nó qua bên Huy nè. Nó có cái đầu ở trên nè, cái đầu, cái tóc ở trên nè. À, dễ thương quá nè. Ồ, có con vịt bự kìa. Ồ, chua nó kêu é é như con heo vậy không? Chua chà. Ở đây cũng chiêu chiêu, ngồi đây chiêu chiêu kêu đồ ăn. Huy khỏi qua cái quán Hidden Wood luôn. Mọi người có thể coi là cái quán đó rất là đẹp. Ở trên đảo Bangra Chao. Mọi người có thể search trên YouTube là đảo xe đạp Huy Mai Bangkok. Ghi đại khái ngắn ngắn là nó sẽ ra cái clip cũ của Huy 7.500 view á. Cái clip đó Huy có review cái đảo này rồi. Và các cái quán cà phê đó rất là dễ thương. Mọi người có thể coi lại chơi. Huy cũng ăn ở đây rồi, cũng tiết kiệm á. Đi nhiều quán quá nó cũng là tương lai không còn gì để ăn. Nhưng mà lát nữa mọi người mời mọi người ăn tôm. Mọi người kêu một phần tôm lớn luôn, nướng làm 199 bạc là cỡ 140.000. Và một phần ốc xào huyết là 99 bạc là cỡ 70.000 thôi. Ở quán cà phê mà bán rẻ quá ha. Xong rồi có pudding dừa là 39 bạc là cỡ 20 mấy nghìn Việt Nam mình đó. Và ngắm vịt nè, ngắm vịt chiêu chiêu ha mọi người. Người ta ngồi thả cho vịt ăn đồ ăn nè, xong nước nè, cây trứng cá rồi nữa. Con vịt nó có cái tóc, cái đầu tóc của nó nè, nó có cái tóc ở trên nữa ha, đủ màu đủ kiểu quá rồi. Mấy con vịt nó diễn xiết nè mọi người, nó chúc cái đầu xuống, nó giống như lộn ngược trên đó, nó lộn ngược ở trên nước á. Mình là trồng cây chuối ở dưới đất, còn nó lộn ngược cái chuối ở dưới nước, nhìn dễ thương quá trời. Lần đầu thì thấy cái cảnh này luôn á, chưa bao giờ hồi thấy luôn đó. Bà chổng cái đầu xuống đất vậy đó. Ô vui quá ha, à, hất hai cái chân trên trời. Trời, mấy bài vịt nè. Trời, lần đầu tôi thấy cái cảnh này luôn, mắt cua xỉu luôn, phải quay điện thoại cho mọi người coi liền luôn. Trời ơi, dễ thương quá. Trời ơi, sao nó cứ làm hoài vậy ta, nước nó đâu có vô lỗ mũi đó ha. Nhưng mình con người làm là bị vô lỗ mũi. Đi chèo thuyền kìa, ô người ta chơi chèo thuyền đó, bố chèo thuyền màu đỏ đó mọi người đó, bố chèo thuyền màu đỏ chở con gái đi chơi. Ôi dễ thương quá, mà được chơi đó mọi người. Huy được chèo đó mà Huy lo ăn để chạy ra cái sông, cái chợ nổi á, tại người ta nói buổi sáng mới đông mà bây giờ gần chiều rồi nên phải ăn xong rồi bắt taxi ra đó chứ không có đạp xe ra kịp. 28 cây rồi, còn một phần tôm nữa. Cái sò huyết đó là sò huyết luộc, cái con cũng bự, ăn cũng ok, chỉ có một con thúi thôi à. Nên Huy mà nói chung hải sản là đôi khi nó sẽ bị như thế thôi. Có nhiều người vô cái bị thúi một hai con rồi miếng vốn người ta thấy cũng khó quá, người ta làm ăn đôi khi nó hải sản sao biết được, trúng một hai con thôi, nhiều khi là trúng hết một dĩa đó. Huy cũng im luôn. Nhưng mà nói chung là cái chỗ này mà phục vụ mà không có được tốt thì mình mới khó chịu thôi. Nói
nói chung là cái thái độ của mình còn phụ thuộc vào cái thái độ của người ta. Cho nên là đôi khi á, mọi người trên coi YouTube của Huy á, có những lúc mọi người thấy Huy á là dễ thương, có những lúc á mọi người thấy Huy nói chuyện á một cái chuyện gì đó, ví dụ mình đang nói là một cái vấn đề gì đó, thì sao mình dễ thương được mọi người, đúng không? Cho nên là những cái người mà hiểu chuyện và biết chuyện thì người ta sẽ nhìn nhận nó khác những cái người mà thấy Huy khó chịu quá hay là đang bực bội mà bắt dễ thương được sao được đúng không? Mà Huy thấy là Huy rất là dễ tính luôn á, đồ ăn đồ uống đồ mấy thứ đồ dễ tính lắm mọi người. Chỉ có những cái khó tính là giống như là mình là người nhạy cảm á, cái gì mình thấy không được là mình thấy không được, chứ còn có những cái mình cũng dễ lắm. Có những cái mình thấy nhiều người nói trời ơi chửi cái người đó rồi không cho người ta đường nuôi đường sống rồi muốn gì tùm lum đó chửi người ta, mà Huy thì thôi không có chửi ai hết đó. Huy thấy Huy luôn. Đây phần tôm này 10 con 140.000, quá rẻ hơn này, 10 con luôn. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Ô người ta ăn tôm là ăn cái con đầu nữa. Nướng là ngon nhất. Cái con tôm nó cũng vừa vừa ăn hơn. Mà cái càng là bự thôi luôn. Huy thấy quán cà phê mà bán rẻ ở ngoài đường, ở ngoài chợ Huy khoảng bán mấy cái con này 5 con mà bán 150. Còn lại 10 con mà có 199. Là chắc ở đây cũng cái vùng ngoại ô á, cách trung tâm Bangkok cũng 20 km, cho nên nó rẻ hơn. Mọi đã nghe chim hót rồi, ăn chiêu ghê luôn mọi người. Tôi mời cả nhà ăn, quên mời trước. Nhìn tôm nướng quên luôn. Đó, người ta chơi thuyền kìa. Nhiều khi mình nhìn người ta chơi mình cũng vui không? Không có mình chơi. Nhìn mình cảm thấy đầu óc thư thái. Đây là những chiếc thuyền này mọi người. Mình có thể lái thuyền ở đây và mình chơi trong cái khuôn viên của cái quán nha. Người bố xuống thuyền để chuẩn bị chở cho những người con. Và bây giờ Huy sẽ bắt xe taxi qua bên chợ để quay cho mọi người coi thử cái chợ. Huy mới hỏi cái anh giữ xe, nói chứ đâu cái xe kia cái chợ nổi ngay đây có 2 km à. Mà Huy nói không phải, Huy check trên Google Maps là 24 km từ cái quán cà phê này nè. Là anh nói là không, gần đây có một cái chợ nổi nữa tên là Nấm Phưng gì á, của là mật ong, người ta chợ nổi mật ong. Rồi có một cái chợ nổi tên là Má Dôm nữa, nó mới là 24 km. Chợ nổi Má Dôm mới đẹp. Còn anh nói cái chợ nổi Nấm Phưng đây nó sẽ bự hơn nữa. Huy không biết rồi, để Huy coi thì phải không. Không phải là mình ra mình bắt taxi đi nha. Đó, quẹo trái này 2 km nữa là tới đó, cái quán cà phê đây nè. Người ta treo biển ở ngoài nè, Huy thấy đi đài vô luôn. Nhiều quán cà phê dọc đường. Đó mọi người, ở đây ghi là Tà Lạt Nấm Phưng nha mọi người. Phan Nấm Phưng Floating Market. Đó, người ta ghi 300m nữa là tới quẹo trái. Nghĩa là anh đó anh nói đúng. Có nghĩa là có hai chợ nổi luôn á mọi người.
một cái chợ nổi ngay trung tâm với là một cái chợ nổi tên là Má Dôm. Má Dôm là 24 km. Bây giờ mình quẹo trái vô đây nha. Đó, quẹo trái vô đây, vô cái đình này nè, vô cái đình màu đỏ nè. Đó, những cái đoàn khách du lịch với những cái chiếc xe đạp và cái chợ nổi ở đây nha, ngay chỗ đây luôn. Tới rồi, Huy đã thấy những cái hàng quán bên trong rồi. Phan Nam Phương Florida Market Experience the Folkway to Bangra Chao. Đó, người ta ghi đó mọi người. Xe đạp. Chắc là mình phải gửi xe đạp ở đây quá hả? Người ta ghi là thi chọn chặn Bangra Chao này đó. Khóa xe lại chứ để bị mất mọi người. Mấy cái ngôi nhà rất là phong cách Thái Lan thôi mọi người ha. Đó, chợ nổi Nam Phương nè, mật ong nè. Nam Phương là mật ong á mọi người. Bởi vậy có hình mấy con ong ở trước kìa, thấy không? Trên cái chữ ngôi chợ có hình mấy con ong á. Đó, chắc chợ này bán mật ong quá. Chưa gì là thấy đồ ăn đồ uống rồi nãy biết vô đây ăn. Mua cá khô đồ này mọi người, quá trời đồ. Qua vịt nè. Bút đinh nè. Quá đồ gốm rồi luôn á ha. Chén bát luôn nè mọi người. Ô mấy cái đồ gốm này Huy thích coi. Cái chén này ok quá ha. Sao rẻ quá ta. Ồ, những cái áo của cô Hoa, cô Cúc, cô Lệ, cô Lan, cô Hồng. Kính mắt nè, Los Angeles America, Sherman. Tóc, lưới, quần, trang phục, phụ kiện, nước hoa. T-shirt đủ màu nè mọi người. Áo Thái Lan nè, ồ, rất là nhiều thứ chì. Áo nịt bụng cho những cô gái muốn eo nhỏ. Cá khô, quần slip nè, nhang đốt mũi nè, đồ chơi cho trẻ em. Ồ, chợ này cũng rộng ghê hơn mọi người hơn. Cái chu ở đây có hai cái chợ luôn á. Hồi nãy cái anh kia anh kêu cho chợ giờ ít quán mở lắm, đừng có đi. Nếu mà họ nghe theo lời của nhiều người nói á, là mình không có đi được đâu, thấy không? Bởi vậy mình cứ đi mình tới mình thấy quá trời đồ luôn. Mấy cái bánh nó ngon quá ha. Ồ, ở ngoài đây là người ta đứng chụp hình nè. Quá trời gì á. Coco, à đây bán nước. Sorry. Ở đây bán nước nè mọi người, người ta ghi là mấy cái loại nước hả? Xong rồi ở đây men nám là chợ nước, là cá thuyền nè. Mà giờ người ta nghỉ rồi ha. Thuyền thấy ít quá. Thuyền thấy ít chạy, thấy ở trên sông. Chợ trên nước thôi à. Mận này mọi người, táo, nho, ổi xá lị, măng nè, quá trời măng luôn, măng mà quá trời quá đất luôn, ngô bạch thái, quá trời đồ này mọi người, chợ này cũng sâu ghê, chuối, khoai lang, khoai môn, trang sức, bánh cơm cháy, nghèo đường, bánh donut tươi, xí muội, bánh mì khô, quá trời đồ, quýt, những cái phụ kiện hình Phật. Ở trong đây có hàng quán mình có thể ngồi nha mọi người. Wow. Ô chè đây cũng ngon lắm nè, cái chè đây nè. Ở trong có cái hạt ấy. Ô ở trong đây cũng còn nè, rồi bên đây cũng còn nữa. Đi cái đường nhỏ này trước thôi. Ở trong đây ghi on tour đi nè. Ô ở trong đây có cái cổng để đi vào Phan Nam Phương Florida Market nè mọi người đó. Nam Bưng nè là mật ong á, cho nên là có mấy con ong. Hồi nãy Huy tưởng Huy đọc sai, nghe Huy đọc đúng. Nam
hơn. Hồi nãy giờ mình chưa thấy mật ong thôi mọi người ha. Chợ này chợ mật ong mà không thấy lại mật ong. Cây cối nè, chợ cha tu chạc gọi là bán cây cối với là cá cảnh, thú cưng đồ nhiều lắm á mọi người. Mọi người có thể đi mua chó mua mèo, nhiều người đi mua gửi về, tức là nhiều người hồi nói làm mấy cái cây này nè, nhân giống bán về lời lắm. Trời ơi cái gì mà làm đục lời thì người ta làm rồi, đâu có tới lượt mình. Mấy cái nhân giống cây mắc tiền gì đó. Mưa gió bão bùng đổ bể hết, lời nhiều xong cũng mất nhiều. Nói chung đầu óc suy nghĩ toàn chuyện xui xẻo không à. Nhưng mà có thiệt đó nha, đâu phải cái gì cũng dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường đâu. Đây lương nè, rùa nè, mua được không xanh nè, quá trời nè. Ở đây cũng có rửa đồ trên nước trên sông, quán hàng quán người ta đi mua đồ rồi cũng nhiều ghê á. Ô cái lá gì lạ quá ha, cái lá gì lạ. Ô trong đây còn đường nữa nè, Futawan nè, dài dữ không, sao chợ gì mà dài thòn lòn. Nãy giờ đi có thấy hoài cái chợ Talinchan, thấy vậy mà nó cũng như cái chợ này thôi à. Cái Talinchan cũng hai mấy cây á mọi người. Ô bán cái cây củi hay cây gì lạ quá ha. Ô người ta có bán đồ ăn, đồ uống, sữa. Ô người ta trưng mấy cái con cơ. Ô 5 bạc rẻ quá hơn, người ta bán, người ta làm mấy cái con côn trùng người ta bán. Đây Huy thấy có cái quán cà phê của cô ở giữa chợ nè, bây giờ Huy mua cổ trưng mấy cái đồ làm cà phê ra của ở bên Ý. Huy mua cà phê à, Huy mua cà, nước cam. Huy mua cà phê xong Huy đổi là nước cam để Huy qua cái quán cà phê kia luôn, quay cho mọi người luôn chứ. Mắt công đi lại ngoài. Đây là trà Thái này đó, người ta cũng bán đầy đủ một cái quán ở như thế này giữa chợ nha mọi người. Ngồi giữa chợ nè. Đó, cái cô đó cũng có mấy cái máy không? Na lắc mát lên. Cái này có 30 bạc à. Chồng của Lam sát quán sát bên này nè. Hồi nãy kia. Bợt léo. Đó, Huy đi cái quán, Huy nói thiệt nha, Huy đi cái quán này mà cái quán nó không có khách á, xong rồi mấy vừa lại có cái chị đó, chị nhìn thấy review cô Việt Nam mà tiêu chị đó, chị tưởng. Tà lạc nám bưng hả? Anh ấy tà lạc nám bưng cho bác. Tề thầm mày mới hẹn nám bưng vậy. Mấy thải. Nám bưng. Tề mới hẹn rán thải á, mấy mi hả? Mấy sai hả? Cô đó cũng hơi hỏi sao cái chợ tên là nám bưng mà không có mật ong. Không bán mật ong, xong cô nói cổ phá mật ong nè, nhưng mà cái chợ này không có bán mật ong. Là sao cái chợ này tên qua mà ông không có nha mọi người. Mướt còn mì hả? À, có nghĩa là trước kia mướt con là cái thời gian trước thì có, nhưng mà giờ thì hết rồi. Có nghĩa là đúng nha, cái chợ nấm phưng. Nghĩa là chợ bán mật ong, nhưng mà giờ hết rồi. Đi cái chợ đã dài rồi, đi tiếp. Hồi nãy đi ngang dưới kia hơi thấy mấy cái chỗ. Ô cái áo nó cũng đẹp quá ha. Cái áo nó cũng đẹp. Cái áo nó hình như mắc lắm, mới vải ấy nè. Áo dân tộc. Xui. Sợ hỏi rẻ là mua nữa. Nhưng mà mọi người nghĩ cái áo nó mắc lắm mọi người. Tại vì cái áo đó là cái vải thổ cẩm á, làm bằng tay. Ở dưới đây người ta đang dọn hàng quán hết trơn. Chợ đây buổi sáng đông, buổi chiều là mọi người đi nhớ nha. Bây giờ là cỡ 4 giờ đó. Mọi người đi là 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ nó sẽ đông hơn. Thì cái giờ chiều người ta cũng dọn ra trước đây là nó vậy đó nha mọi người.
cái chợ ra đúng cái chợ nám thôi, nước thôi, cho thuyền thì ít lắm, chỉ có cái chợ Đâm Nơn Sa Đuộc mà như là Ampawa là nó có nhiều thuyền để đi dưới nước để buôn bán với nhau và ăn với nhau. Còn cái chợ đây là chỉ trên sông thôi, trên nước vậy thôi. Ở ngoài cái chợ có một cái đình này mọi người, cái đình hay cái chùa gì nè. Wow, Đức Phật đứng ở trên và những bức tượng Đức Phật nhỏ nhỏ chia ra đứng ở dưới mọi người. Đây là xe ôm, mấy cái anh này là xe ôm ở bên này. Mọi người có thể kêu chở ra mấy cái trạm gần gần để đón. Nếu mà cái chỗ này có BTS hay MRT không? Còn không thì ấy thì khó nha. Đi hết cái chợ luôn mới thấy mà ông này cười xỉu luôn. 180 nè. Mà ông là người ta dọn rồi. Tính mua mà người ta mà gọn rồi. 65 bạc nè mọi người. No sugar. Là có cái cục đó luôn á, cái cục mà cái cục của cái con ong làm tổ này đó, cái cục con ong làm tổ này. Hả? Biết nó ồ. Anh nó ảnh à, mình không mua mà mình quay mà anh cũng cười luôn á. Thiệt ra là Huy mua nhưng mà do đóng cửa. Anh chỉ Huy là cái này là biết luôn nè. Cái này ba xà thái cun xà cột à cun à ờ à, ăn dạng ngay không? Nhớ lỡ ờ già cột lăng phưng. Già cột quăng hả? Anh ấy già cột là già ờ ờ. Tại anh ấy là à lại lăng phưng. Qua qua quẻn mà. Ờ cái này là qua. Anh khôm, anh ấy khôm vậy. Wow. Lăng đi khôm, lăng phưng. Lăng phưng. Người ta kêu là đừng có đụng vô bán. Ồ. Người ta đóng cửa bịt léo hả? Ờ. Không bên mắt nữa hả? Lăng phưng. Ở ní qua quẻn mà thầm à. Quăng phưng hả? Quăng. Lăng phưng. Lăng hả? Yes. Lo, lo linh hả? Lo rưa. À, ro rưa. À, ro rưa. Không bên mắt nữa hả? À, cái chữ đó là ro rưa mà người ta viết nó dính vô quá Huy đọc không ra. Tưởng qua quyển nha. Đây ở ngoài đây là gửi xe. Ro rưa là răng vưng. Ý là người ta cái đừng có bóp vô, đừng có cột là nhắn vô vậy nè, đừng có nhắn vô cái đồ á, đừng có đụng vô. Quần áo nè mọi người, rất là Thái Lan ha. Giờ người ta dọn rồi thấy không? Bắt đầu dọn rồi, 4 giờ chiều là dọn rồi. Chợ này dọn sớm ha. Tại vì chợ này là sáng là bán rồi mọi người. Vui quá ha. Chợ mà ông mà đi hết chợ rồi cuối cùng mà phát hiện ra cái ông bán mà ông. Ồ mà cái trái cây. Ồ cái trái này giống trái mèo quá ha. Cái chợ này cũng dài ghê mọi người ơi. Đi nãy giờ mà cứ đi hoài à. Nha Đam rồi này, bữa nay người ta hay bán mấy cái. Đây Huy mua một phần trái cây. Cái trái này ở bên đây nó có cái lá xung quanh và ở bên trong là cái trái nó chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Bỏ trong ngăn đá ăn ngon nữa nha mọi người. Mà cái chị đây chị kêu Huy là Kepkutberry. Cảm ơn mắt. Cái trái đó là Kepkutberry tiếng Thái nha mọi người. Kepkutberry. Ồ có kẹo bông gòn nữa nè. Kẹo bông gòn lâu rồi mới thấy á. Đây là cái chùa đó mọi người. Cái chùa của chỗ Bangra Chao Klang. Lúc mà cô chó nó ra nó cắn nó thấy chưa. Không có quay được thôi bởi không. Mà cái không gian thật là yên bình hơn mọi người không. สวนนกอยู่ไหนครับสวนนกก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแล้วก็บิ๊กลุงก็ตัวผมบิ๊กลุงก็เหมือนกันชื่อเรียนภาษาไทยสินเฟสตั้งแต่ว่าทำไมก็ได้ตัวเราไปเยอะตัวผมก็ตัวดีดาวดังว่าเอาไปทายแรงให้ก็แค่ไม้แค่แบงค์น้ำเนี่ย10บาท10บาทงุ้ยหมดเป็นน้ำเบื่อตรงนี้ละจุดแล้วchiều nó mát lắm mọi người. Đi ở đây thì ở buổi chiều đêm ở lại muốn khách sạn ngủ là không được,
Thế nó mát, không khí trong lành kìa. Cái công viên Xuân Sĩ này là Huy đã từng review ở trong cái xe đạp luôn rồi, cái clip cũ á, nhưng mà giờ nên hồi đó đi nó bị tối, giờ thì nó sáng nè. Mọi người có thể thấy là những cái gia đình người ta có thể đem những cái thảm ra đây để picnic, và cái công viên này cũng rất là lớn. Đi sâu vào bên trong là có cả rừng, dạng như rừng ngập mặn U Minh rồi của mình đó mọi người. Nó hơi giống một chút, không phải là như vậy luôn. Thôi chỉ đi ngang vô trong một chút, thì quay sơ cho mọi người trong cái clip này thôi. Mọi người có thể coi lại trong clip cũ nha, đã ở đây có bản đồ. Đó, thế nha. Chứ Huy bị đuối. Mà mọi người thấy em Huy làm mỗi ngày 2 clip á, là có mục đích hết. Tại vì mọi người thấy là bây giờ sức khỏe của Huy không có được như trước, làm YouTube và nhiều việc nó bị ảnh hưởng, thở không có ra hơi, không có khỏe như xưa nữa. Cho nên là những cái clip cũ á, nó sẽ là những cái tài sản của Huy để cho mọi người coi, và những cái kỷ niệm của Huy thời còn trẻ. Cho bây giờ là Huy chưa có già yếu, nhưng mà sức khỏe Huy đã hết rồi. Tự nhiên ở trong cái đoạn đường nhỏ này có một cái quán cà phê tên là Deep in Bangkra Chao, mở từ 8 giờ tới 6 giờ tối. Oh, I'm sorry. Huy sẽ đi vào trong này thử nha, coi thử cái quán cà phê đó nó có giống cái quán Wood Hayden, quán Wood Hayden đây. Ở đây có cái bàn cho mình ngồi cà phê. Cái đoạn đường đi giờ rất sang ngưỡng như thế này. Chỗ này chị Google chỉ sẽ được không? Chị Google là không lối thoát đâu. Chị Google kêu quẹo phải là rất sang ngưỡng kìa. Đó, cái quán cà phê đây hả? Deep in Bangkra Chao, cái quán vậy thôi hả? Có cái quán Wood Hayden mới là ok nhất. Thôi mình đi ra cái quán Wood Hayden đi. Wow, tự nhiên Huy đạp xe từ mấy cái con đường nhỏ nhỏ có cái quán, xong rồi ở đây có cái hồ người ta mua đồ ăn cho cá đó mọi người. Wow, chiêu chiêu quá ha. Ra đây mình mua đá bào rồi. Đá bào siro nè, xong rồi mình cho cá ăn. Huy mới mua một phần siro đá này lâu. Từ đó tới giờ cái cô ở sau là bán bánh mì với là đồ ăn cho cá. Mọi người có thể mua ủng hộ cái chị đó, là cái chị ở trên đây. Ủa, cái công viên sao giống bên kia vậy ta? Sao đây ở trên giống cái công viên hồi nãy quá vậy? Ra ngoài cái bờ hồ ngồi nè, thả cho cá ăn. Ồ, ở bên đây có cái ghế này, Huy ngồi ăn siro xong rồi Huy đi về. Đó, người dân người ta cũng ra đây mua đồ ăn cho cá đó mọi người. Đó, người ta thả cá cũng rất là chiêu chiêu nha. Huy mua cái kem siro này, hồi giờ không có dám ăn. Từ lúc làm YouTube ăn nhiều thứ quá. Siro này là hồi nhỏ mới ăn thôi, mê. Đá bao quá thôi mọi người. Với cục kẹo trái tim dẻo dẻo. Bỏ cái bánh. Ăn chút cho vui đó, không dám ăn. Hồi nãy mấy cái bà chị trên nó vui lắm, bà thấy chứ. Nón, sảy à lầy, thầm mày na mánh sảy chăng lên. Trái à lầy, kinh à lầy. Ăn cái gì mà sao cái mặt nó sảy là giống như là trong nó, cái mặt nó trong. Ý là cái mặt hơi sao nó... Tiếng Việt gọi là gì ta? Trong, sảy là giống như là mặt, cái mặt nó trong, nó sáng hay là nó mịn hay gì ta? Ý nó, cái mặt nó sao quá, không biết nữa. Nó sảy, nhiều khi biết tiếng Thái chứ cũng biết tiếng Việt. Xong rồi Huy nói cho Huy ăn cơm. Xong mấy bà cười quá trời luôn. Xong mấy bà nói chứ, ủa chứ không phải ăn đá hả? Tại Huy mua đá của mấy bà này. Trời, mấy bà đã cũng troll Huy dữ. Trên đường đi về thì Huy thấy cái Get Grow Growing Community Community Farm and Learning Central Coffee and Restaurant Allotment Toilet Natural Playground Farm Animal. Nói chung là ở đây là một cái chỗ mà nhà hàng, cà phê. Thì thấy con người ta xây một cái con ngựa bằng gỗ thiệt là to luôn. Ở trong đây có gà nè, xong rồi có đà điểu nè. Ôi, có những trẻ em nè chơi với gà chung. Con gà sao nó không, nó thân thiện, nó không có thát thôi.
Wow, dễ thương quá. Người Nhật hay sao ha? Kawaii nè. Người Nhật hay sao mọi người ơi? Mấy đứa nhẫn người Nhật. Ô, người Hàn Quốc. Ô. Ô, ở đây người ta ghi tiếng Anh luôn này hả? Cái vườn này sao người ta ghi tiếng Anh luôn á? Miss Anja Chuchan Valichi, who stressed the importance of nature in our life rather than being copies of children should spend more time outdoor in touch with nature. Oh, hay quá. Đọc thì đâu có biết đâu. Chết mẹ, con đà điểu nó mở cửa ra hả? Trời, tôi tưởng con đà điểu nó mở cửa ra. Cái ông đó, cái cửa sổ. Mà tôi tưởng. Wow. Wow, mấy cái con này nó ồn. Ô, con đà điểu nè. Con đà điểu là nó chạy nhanh lắm. Trời ơi, người ta xây cái ngựa nè. Oh, please buy the ticket at the office. Ủa, cái này là mua vé để vô cái qua quán cà phê hay sao ta? Oh, đẹp quá ha mọi người ơi. Oh, ở đây cho con nít chơi nè, treo trèo trèo quá nè. Oh, ở đây có cái vườn, restaurant and cafe. Nhưng mà đóng cửa rồi, đâu có vô cà phê được ha. Vậy thôi mình đi về nha mọi người ơi. Oh, người ta nuôi mấy cái con này bự. Trời ơi, tôi mới ăn siro. Mới ăn siro đá xong cái môi nó đỏ chét, cái lưỡi nó cũng đỏ. Cái con ngựa đó quá đẹp luôn. Ở đây các em nhỏ đến nó chơi và leo lên trên nó và tuột xuống á mọi người. Trời ơi, hay quá. Mấy em nhỏ dễ thương quá rồi. Tôi muốn quay là trở lại tuổi thơ quá. Ô, ở đây có mấy con gà lông này quá trời đẹp. It's so beautiful place. Yeah. Người ta dẫn con cháu người ta đi chơi mọi người. Gà gì. Ở đây có cả dê luôn mọi người. Hèn gì hơi ngửi cái mùi nó hăng y như cái mùi gì á. Ai ngờ là cái mùi dê, con dê nó hăng lắm. Muốn mà ăn thịt dê á là phải chú bà ho lên coi. Bà ho y chọn ngược. Ôi, bà đây bà hét lên. Cha tôi đang ngồi, cha tôi đang ngồi chơi. Còn bà mẹ thì cho ra giới bà kêu mấy con gà. Con dê cái mùi nó hăng lắm, mà muốn ăn thịt dê phải rượt nó chạy cho nó đổ mồ hôi cho nó hết hôi á. Cho nó hôi lắm mọi người ơi. Mà cái sữa dê nó cũng nồng lắm nha. Cái sữa dê nó cũng ngon nhưng mà nó nồng. Rồi đi về thôi. Tôi đang ngồi chờ tàu ở bên kia, nó chạy sang đây. Có những cái chiếc thuyền nhỏ nhỏ chở người nha mọi người. Đó nha, Huy là chỗ cái tòa nhà mà hãng nó còn đó mọi người. Đó cái chỗ cái tòa nhà xếp hình của nó đó. Mà từ đó qua đây á, là nếu mà không qua sông là phải đánh một cái dòng qua cái cầu lớn thiệt là đẹp. Mà trong cái clip mà Huy khóc trên xe buýt á, tức muốn khóc chứ không phải là khóc nha. Đó, cái anh này chạy qua nữa này đó. Là cái này cái thuyền nhỏ. Không biết cái thuyền nhỏ nó có tính luôn là Huy không ta. Tại vì hồi nãy Huy trả cái thuyền lớn. Đó, anh vẽ cua hay quá ha. Anh vẽ cua hay quá. Oh, cái thuyền của Huy đang qua nè. Thấy không, từ đây qua đây chỉ có 3-4 phút mà rất là ngắn luôn. Rất là nhanh luôn. Mà cũng có những cái thuyền nhỏ như thế này nữa nè. Đó. Mà, đó, cái anh đó chạy nha, mọi người coi nè. Mấy phút nè, giờ bắt đầu luôn rồi, tính bắt đầu nè. Qua tới bên kia là Huy nghĩ là 2 phút thôi á. Nghĩ có 2 phút. Vì nó rất là ngắn. Còn cái thuyền của Huy đây. Mà ở đây á, mình đi cái này là lợi là vì vừa tiết kiệm thời gian mà vừa tiết kiệm chi phí. Nếu mà đi xe bus hoặc là đi taxi á. À, không, nếu mà đi taxi hoặc là những cái phương tiện như là xe ôm cũng rất là mắc tiền ngang ngửa taxi luôn. Đó, thấy không? Chưa tới 1 phút chết cha, trời ơi, 42 giây à. Là trừ 12 giây chưa bắt đầu. Trời ơi, có nghĩa là mới có mười mấy giây là thôi tới luôn á mọi người. Có 40 phút là cái từ bên kia qua bên đây luôn á. 40 giây á, 40 giây chứ không phải phút nha, nói lộn. Ồ, nhanh quá. Có nghĩa là nếu mà đi xe như vậy là đánh một cái vòng lên cái cầu rồi mới qua được cái đảo này. Còn nếu mà đi thuyền á là rất là tiện lợi. Huy ở bên đây mấy năm vậy chứ Huy đâu có biết. Huy đi vô tình Huy một cái ngày buồn tuổi, một cái ngày tức muốn khóc. Đi quay
cái chỗ nghèo, cái lấn lọt là cái chỗ này đó. Anh Tây cũng bưng cái chiếc xe đạp lên xe đây, lên thuyền luôn nha. Nếu mọi người có xe đạp thì mọi người có thể bưng chiếc xe đạp lên trên này luôn. Wow, tuổi mà very beautiful. Huy hy vọng là mọi người sẽ like, share và ủng hộ cho Huy clip này nha. Huy hy vọng clip này sẽ mang tới những cái thông tin bổ ích cho những cái người muốn đi du lịch một mình, hoặc là để tiết kiệm chi phí và thời gian bằng những cái cách Huy đi chơi như thế này, mọi người có thể làm theo nha.